vâng xin chào tất cả các anh chị và các bạn rất là cảm ơn các anh chị và các bạn đã dành thời gian để xem cái video của tôi đây là kênh youtube của phạm văn nam à, tôi chia sẻ những cái kiến thức về bất động sản à, liên quan đến các cái thủ tục à, pháp lý kinh doanh đầu tư và các cái chiến lược để giúp cho các anh chị có thể à, kinh doanh và đầu tư bất động sản một cách an toàn à, hợp pháp và à, có được cái lợi nhuận cao nhất khi mà đi đầu tư nếu như các anh chị là người lần đầu tiên xem cái video này của tôi thì các anh chị hãy bấm vào nút chia sẻ cái video này và bấm vào nút đăng ký và nút chuông thông báo để chúng ta nhận những video mới nhất của tôi hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị về một cái câu hỏi và một người bạn của chúng ta ở trên YouTube bạn có hỏi rằng là bạn đang chuẩn bị mua một cái miếng đất là 1.500 mét vuông có sổ đỏ là 50 năm trên đất đã xây dựng được một cái nhà cấp 4 À, hiện tại là bạn ấy muốn xây dựng một cái à, xưởng để mà chế biến gỗ và sản xuất à, sản xuất gỗ thì bạn hỏi rằng là bạn có phải chuyển đổi mục đích sử dụng sang là đất ở hay không và à, hoặc là bạn chỉ cần chuyển đổi mục đích sử dụng là sang đất phi nông nghiệp hay còn lại à, hay là chuyển đổi mục đích sử dụng khác à, thì à, cái thủ tục như thế nào và làm sao để cho cái việc chuyển đổi đấy nó hợp pháp thì đây là một câu hỏi rất là hay và có lẽ cũng là cái nhu cầu uh, Câu hỏi của rất là nhiều người Nên là tôi sẽ chia sẻ với các anh chị trong uh, cái video này Và nếu như các anh chị thấy cái video này nó có giá trị Thì anh chị hãy comment xuống bên dưới là có ích và chia sẻ cái video này cho nhiều người uh, Bởi vì có một ai đó có thể cần đến cái thông tin này Đấy không ạ? Uh, cảm ơn các anh chị rất nhiều thì Có hai phần bạn hỏi rằng là uh, Có phải chuyển đổi sang đất thổ cư hay không? Uh, thì theo Luật đất đai năm 2013 à, quy định rằng là nếu như mà anh chị muốn xây dựng nhà ở ở trên cái à, đất đất nông nghiệp ấy thì chúng ta cần phải chuyển đổi một cái mục đích sử dụng từ là đất nông nghiệp để chuyển sang là đất thổ cư. À, nếu như ở trong cái lô đất của nhà các anh chị đã có thổ cư rồi thì các anh chị chúng ta không cần phải chuyển đổi mục đích sử dụng nữa mà ta chỉ cần là xây dựng ở trên cái phần đất thổ cư đó. Nếu như các anh chị muốn là à, tăng thêm cái phần đất thổ cư, thì anh chị làm thủ tục đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng à, đất nông nghiệp, à, đất trồng cây lâu năm để sang đất thổ cư, à, thủ tục và cách làm như thế nào thì anh chị hãy à, quay trở lại phần video của kênh YouTube này, anh chị hãy xem ở phần mục video à, nói là cách chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp để chuyển sang đất ở những cái điều như thế nào để có thể làm được thì chúng ta xem ở mục video nhé. À, nếu như mà bạn muốn xây dựng đất xưởng ấy thì bạn không cần phải chuyển đổi mục đích sử dụng là từ đất trồng cây lâu năm để sang đất thổ cư. Bạn cần phải làm cái thủ tục đó là chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp là đất trồng cây lâu năm là sang cái loại hình gọi là đất phi nông nghiệp, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp cái thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng thì bạn tuân thủ theo quy định của pháp luật, bạn hãy lên trên phòng đăng ký đất đai để làm hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp từ đất nông nghiệp để sang đất là đất sản xuất dịch vụ đúng không ạ? À, hồ sơ thì các anh chị có thể lên trên phòng đăng ký đất đai để chúng ta à, nhận những cái thủ tục liên quan đến việc mà chuyển đổi mục đích sử dụng. Ở đây có một cái điều mà muốn à, chia sẻ với lại à, các anh chị rằng là nếu như mà các anh chị muốn chuyển đổi à, muốn xây dựng cái nhà xưởng ở trên đất nông nghiệp ấy thì chúng ta cần phải tuân thủ theo một cái luật nữa, đó chính là luật xây dựng năm 2014. À là chúng ta chuyển đổi À, chúng ta xây dựng nhà xưởng thì cần phải có một cái giấy phép xây dựng bao gồm là cần phải có những cái bản thiết kế à, cái nhà xưởng đó như thế nào à, công năng của nó thế nào nó có liên quan đến môi trường và các cái biện pháp để làm sao là à, xử lý môi trường được tốt nhất à, phù hợp với quy hoạch của khu dân cư hoặc là cái khu vực sản xuất à, nơi mà các anh chị xây dựng cái nhà xưởng đó à, khi mà chúng ta à, chuyển đổi mục đích sử dụng xong là chúng ta cần phải xin một cái giấy phép xây dựng nữa để chúng ta làm cái thủ tục để mà xây dựng nhà xưởng thì thủ tục để xin giấy phép xây dựng thì cũng giống như là chúng ta làm để xây dựng những cái ngôi nhà của chúng ta anh chị chúng ta làm một cái bộ hồ sơ lên trên sở xây dựng hoặc là phòng xây dựng để chúng ta làm cái thủ tục đăng ký xây dựng cái nhà xưởng đó bởi vì nó liên quan đến sản xuất nên nó sẽ có liên quan đến cái việc mà ở tài nguyên môi trường nên là những cái quy định rất là uh, nghiêm ngặt trong cái việc mà làm thủ tục đấy Nếu như các anh chị chúng ta uh, xây dựng nhà xưởng thì chúng ta cần phải uh, quan tâm đến cái vấn đề này uh, Bạn còn hỏi thêm rằng là uh, nếu như mà bạn muốn chuyển đổi uh, Nếu như mà muốn chuyển nhượng cái quyền sử dụng đất uh, là đất cây lâu năm uh, sang đất phi nông nghiệp Tức là sang nhà xưởng rồi Thì đất nhà xưởng đấy rồi thì bạn có uh, quyền chuyển nhượng được hay không Thế Thì uh, theo quy định của pháp luật đất đai năm 2013, luật đất đai năm 2013 quy định thì đối với các cái loại đất mà có đầy đủ các cái giấy tờ như là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đúng không? Đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên khi bị thi hành án, rồi là đang trong thời gian sử dụng có hạn sử dụng, chuyển nhượng được bình thường. Thì nếu như mà bạn muốn chuyển nhượng thì bạn cũng cần cái những cái hồ sơ đó là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng minh thư nhân dân rồi à, giấy kết hôn giấy đăng ký kết hôn à, nếu như mà ly hôn thì có cái quyết định của tòa án à, quyết định liên quan đến tài sản à, cá nhân hoặc là phân chia tài sản rồi những cái thủ tục như là à, chúng ta đến phòng công chứng để chúng ta làm cái thủ tục chuyển nhượng à, đấy là những cái lưu ý mà bạn muốn hỏi tôi đã chia sẻ cho bạn vâng à, xin được cảm ơn tất cả các anh chị đã chú ý lắng nghe video này của tôi nếu như các anh chị thấy video này nó có giá trị đối với các anh chị và có giá trị với những cái người người thân của các anh chị thì anh chị có thể bấm vào nút chia sẻ cái video này cho nhiều người để giúp cho ai đó có thể có cần đến cái nội dung này và họ sẽ giảm những cái rủi ro trong việc mà mua bán đầu tư và kinh doanh bất động sản cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo